Đây là cục pin khối pin 48V 280Ah một pack này ha. Hai pack đây là 560Ah. Pin em đóng từ cell CATL. Pin áp đúng 48V chứ không 51 nha. Rất đặc, nếu mà cài mấy máy off-grid nó dễ để cài. Điện áp cắt rồi phần trăm dung lượng nó báo khá đó, tương đối chuẩn. Điện áp cắt nó mình cài nó cũng dễ, từ 42 đến 48V cắt thoải mái. Nó không có bị cáo quá cao như mấy pin 51V. Thì hiện tại em đang chạy giao tiếp với con lốc power này. Này có thể chạy giao tiếp hoặc không giao tiếp, tùy tùy máy. Chạy giao tiếp thì độ ổn định nó cao hơn. Này đóng từ cell CATL. Tối nay em nhắc cái này nên cho xem BMS này. Cái cục nào ta? Cục này này. Nhấc hé hé lên tí được. Đây là cái BMS này. Hầm hố chứ không phải là loại vớ vẩn đâu. Không loại không phải daily để biết gì đâu. Xe đèn dưới này.